Chào Hoa nha, hôm nay lại đi đuổi chàng ơi. Cánh đồng này nó đang đám to này, bên này mình sẽ nhử nó sang đám bé này để mình kéo nó sẽ dễ hơn các bạn. Nếu mà ở đám to mình kéo nó sẽ khó. Đây. Phải nhử nó sang đám bé các bạn. Không là nó ở đám to thì mình khó kéo lắm. Tại vì mình phải giải dây dài mà. Lụp ở đằng sau kìa các bác kìa, không đánh nổi nữa, lụp nó không đá lụp các bạn. Đành phải chơi kiểu new hand kế bẩn này, cái kiểu new hand kế bẩn này thì phát ăn luôn. Con này nó đến tận lục nó không đá các bạn. Đây, mang cho lục đi. Nhưng mà nó không đá các bạn. Chơi bằng kiểu này nó chết được. Khôn mấy thì cái này em thịt con này. Chết luôn, không cần được luôn. Đây, các bạn này. Đây là cái tội không không chịu đá lụp đây các bác. Đấy. Nói chung đánh con này thì rất là dễ thôi các bác. Những con nào không đá lụp mình chơi bằng lưới. Hoặc là các bác không nuôi chim mồi thì các bác chơi nguyên bằng lưới này cực kỳ hiệu quả nhé các bác nhé. Không cần phải chim mồi, không cần phải nuôi dưỡng gì. Nuôi dưỡng con 220 kia, 220V kia là ok các bác. Là phát ăn luôn. Đấy, bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhá. Xin cảm ơn các bác nào thấy hay nhớ
chia sẻ cho các bạn đây cũng biết nhá. Nhà em chuyên cung cấp lưới loa đài âm ly đầy đủ tất cả các dụng cụ săn bẫy. Cái gì nhà em cũng có. À đây còn con mái trên kia nữa. Em sẽ lên đánh nốt con mái này. Qua nhá. Đây để em lên đánh nốt con mái. Chào bác nhá. Giờ con mái nó đang kêu.